Dạ, em xin chào mọi người. Bữa nay em sẽ giới thiệu với mọi người một cái dòng đèn điện, cái dáng khá là lạ chút xíu ha. Thì hiện tại em đang có 2 cây, mới về 2 cây, tiếng rất là long lanh ha. Đây là một cây FGN nha mọi người. Đây là thương hiệu Fujigen của Nhật ha. Model của nó là G-Spanda FGN Fujigen, made in Japan nha. Mắt tinh sao băng có số series đầy đủ nha mọi người. Thì cây trên tay em là một cây hiện tại là một màu đỏ candy upgrade và mới keng, tình trạng rất là đẹp luôn. Em vừa mới vệ sinh lại, lau chùi lại và lắp dây mới luôn nha mọi người. Về chức năng trên này, nó cây này không có switch nha, nó chỉ có mấy cái nút chuyển đổi trên đây. Thì một lát nữa em sẽ test đàn và em hướng dẫn cho mọi người cái nút này luôn. Thì cấu hình cây này khá là xịn sò ha mọi người. Thì nó sử dụng cái bộ khóa này là bộ khóa Goto của Nhật nha. Đây là bộ khóa Goto. Rồi nè, toàn bộ là Goto hết ha. Và bộ điện nguyên, mọi thứ là còn nguyên viên hết nha mọi người. Đây em sẽ để xa cho mọi người xem cái dáng đạn của nó ha. Rất là đẹp nha. Và cây này mà mấy chú chơi cổ nhạc thì cũng có thể chơi được nha mọi người. Móc phím tiếng nó rất là long lanh ha. Tiếng nó mà ví dụ muốn cái sound của nó dày thì nó vẫn đáp ứng cho mọi người dày được. Mọi người muốn cái sound của nó là một single coil thì nó vẫn len keng được cho mọi người ha, tiếng rất là sáng luôn. Cái này là chơi nhạc hoặc là chơi cổ hoặc là chơi gì cũng rất là ok nha mọi người. Đó. Và hiện trạng cái này của em là đang rất là đẹp. Và em còn một cây nữa thì nó có một chạy xước chút xíu, thì nếu mà ai mua trước thì em sẽ ưu tiên cái cây này là cây đẹp nhất ha mọi người. Rồi, và cái dòng Fujigen Zitanda này là một cái dáng Mustang ha mọi người. Mustang thì cây này em bán với giá là 10 triệu ha. 10 triệu em tặng kèm phụ kiện cho mọi người đầy đủ nha. Và em bảo hành 12 tháng. Thì shop em, đây là shop em ha mọi người. Thì shop em có rất là nhiều dòng đàn luôn ha. Đủ loại bass, guitar, lắc xích, có thích gì có đủ. Thì mọi người cần cái gì mọi người cứ nhắn cho em. Shop em thì nằm ở Cần Thơ nha mọi người. Và mọi người thích muốn sở hữu thì mọi người nhắn tin cho em qua Zalo hoặc là số điện thoại em có để trên góc màn hình ha. Hình thức mua hàng thì như mọi lần thôi, mọi người cọc trước giúp em là 500.000, sau đó em sẽ ship và mọi người nhận hàng, thanh toán số tiền còn lại là xong ha. Cây này thì em sẽ bảo hành cho mọi người chơi là 12 tháng. Cây này mấy chú chơi cổ làm chơi rất là ngon luôn, tiếng rất là len keng, rất là sáng thôi. Và sau đây thì em sẽ test cái tiếng đàn này cho mọi người nghe thử ha. Rồi, sau đây em sẽ đánh cái bích cúp trên nha. Thì đây đó, nếu mà mình để ở cái mức, cái này nó sẽ có 3 mức nha mọi người đó. Mà nếu mình đặt lên xuống ha, đây lên nè, chính giữa nè, đặt xuống nè, thì nếu mà hai cái mình để mức chính giữa là nó sẽ mút, nó không kêu ha mọi người. Đấy, còn ở đây là cái volume tổng ha, và đây là cái tone tổng đó. Thì nếu mọi người sử dụng bích cúp trên mà sử dụng, gọi là cái này nó sẽ là một cái bích cúp đôi nha mọi người, nó giống như một cái humbucker nhưng mà nó là 2 tầng. Thì nếu mà mình sử dụng cái trên thì mình sẽ gạt lên trên là nó sẽ sử dụng toàn bộ hai cuộn ha. Hai cuộn của bích cúp là mình sử dụng một cái hông bích cơ đó mọi người. Đấy. Tiếng nó rất là long lanh luôn nha. Giữa là nó sẽ tắt nè. Rồi, nếu mà sử dụng single coil bình thường thì đặt ở cái dưới là đang sử dụng cái bích cúp trên nha mọi người. Chỗ này là sử dụng cho bích cúp trên và cái này là sử dụng cho bích cúp dưới ha.
backup dưới này ha. Và cũng như bình thường thì mình mắt trên là sử dụng một đôi. Và sử dụng cái nấc ở dưới nha mọi người. Rồi, và bây giờ mình sẽ kết hợp ha, là nếu hai nấc này lên trên đó, thì nó sẽ kết hợp cả hai cái cúp này lại, tiếng nó khá là dày ha, tiếng nó dày và nó vẫn len keng ha mọi người. Nếu như mà mình sử dụng cái này ở trên và cái này ở dưới thì nó sẽ gạt cái tiếng. Mà sử dụng cái này ở trên, cái này ở dưới. À, nó có rất là nhiều sao tiếng để cho mọi người có thể khai thác luôn. Chơi con này về khai thác nó quá im luôn. Đó, nghe mọi người nghe. Sử dụng hai cái bích cúp đơn ở dưới nè, tiếng nó len kèn dã man luôn. À, nếu mà mọi người để chính giữa hai nấc như vậy thì nó sẽ mút ha, không kêu ha. À, còn đây là volume ha.